Nghĩa là tôi muốn nghe cái định hướng tương lai của mọi người về chuyện xây nhà của mình này. Bản thân tôi thì chắc là mọi người cũng đủ biết là tôi tham vọng với căn nhà này, tôi cũng biết tham vọng. Nghĩa là nếu mà tôi đã làm cái căn nhà này thì nó sẽ là một cái mà tôi có thể đi với nó một khoảng thời gian dài, có thể là không phải mãi mãi nhưng sẽ là một thời gian dài mà nó đủ khả năng để nó nuôi sống chính bản thân tôi và duy trì cái căn nhà này tiếp tục phát triển. Làm sao để mà vẫn duy trì được để mình chơi, mình có thể chơi nhạc và đi tour và kiểu đánh đấm và làm mọi thứ các kiểu. Nói chung là cái niềm vui của tôi thì nó chui ra từ việc bản thân cái việc hoạt động ban nhạc thôi. Bản thân làm cái này đã khá là vui đấy. Tại vì tôi biết là kiểu có một cái khả năng gì đấy mà mình có thể làm được một cái mà nó vô cùng to lớn. Đấy là để lại một cái gì đấy kiểu cho âm nhạc. Và đấy là cái lẽ sống của tôi. Tức là đấy là cái việc tôi làm, tôi không cần phải nghĩ quá nhiều, mình phải còn lo ấy. Chắc chắn tôi sẽ theo cái việc. Tôi cũng chẳng biết mong đợi gì hơn, tôi chỉ biết kiểu mọi người cùng nhau cố gắng làm nó cho tốt thôi. Chính em nghĩ là qua một thời gian vừa rồi mình biết mình phải làm gì hơn. Tức là một cái thời gian vừa rồi mình không ép bản thân mình viết nhạc cả band. Đến khi mà kiểu mình làm cái album này mình mới ép là kiểu ok bây giờ mình phải viết từng ngày bài. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra rồi, mình nghĩ ra mình phải biết được là mình đã sai ở đâu, mình làm tiếp như thế nào. Kể cả anh biết là mình có làm gì từ sai nhưng mà nghĩ ra là tha thứ bản thân một tí, nhẹ nhàng hơn một tí nhưng mà cũng không được phép overestimate mọi thứ. Nhưng bắt đầu đến cái tuần này đấy, mình bắt đầu mình chỉ những cái chuyện là nó tạo mình tự nuôi sống với bản thân mình ấy. Mình cứ tiếp tục mình làm, mình nói mọi người là mình chơi nhạc, mình nói cái kia nhưng mà đến chính cái bản thân mình không nuôi sống được ấy, thì ai đã tin được cái lời nói của mình đấy. Thế là nhưng mà tôi suy nghĩ là làm sao ấy để rất cảm hứng sống được từ ban này, tiếp tục duy trì công việc chơi nhạc và tiếp tục có thể tự nuôi sống bản thân mình.